Hàng năm, cứ mỗi mùa mưa bão, bãi biển Phú Thuận thuộc địa bàn thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế lại bị sạt lở. Đặc biệt, năm nay, các cơn bão và áp thấp nhiệt đới diễn biến phức tạp với mật độ nhiều hơn, nối nhau liên tiếp, càng khiến tình trạng biển xâm thực trở nên nghiêm trọng. Chính quyền và người dân địa phương đều lo lắng khi mảnh đất mình sinh sống dần dần bị sóng biển ập vào rồi cuốn đi. Những lúc nguy nan ấy, bộ đội biên phòng có mặt. Trong cái thời gian qua thì thực hiện cái nhiệm vụ chính trị là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thì cái nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đối với hải đội là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Thì đơn vị đã quán triệt, triển khai và giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nâng cao cái ý thức trách nhiệm trong tham gia thực hiện nhiệm vụ là di dời dân trong lụt bão, và thứ hai là trong thực hiện cái nhiệm vụ là phòng chống, giúp phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương là gia cố những cái khu vực đê kè chống sạt lở, chống xoáy biển. Và ngay từ sau đợt triển khai đến giờ thì đơn vị đã triển khai được là 7 ngày và trên hơn 200 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Thiếu tá Lê Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế cho biết thêm, giúp dân là việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Ngoài việc chống sạt lở bờ biển, trong những cơn bão gần đây, đơn vị đã triển khai bắn pháo hiệu báo bão, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, thông tin cho ngư dân biết hướng đi và diễn biến của bão, trăng trống neo đậu tàu thuyền, phối hợp với chính quyền địa phương có biện pháp di rời các hộ dân ở vùng trũng thấp có nguy cơ mất an toàn. Cùng với Hải đội 2, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An cũng là một đơn vị tích cực trong sát cánh cùng nhân dân trong lúc khó khăn. Thiếu tá Lê Duy Văn, Phó đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế thông tin, ngoài đợt giúp dân chống sạt lở, trước đó, từ đầu tháng 10, đơn vị còn tham gia giúp dân di rời, bảo vệ tài sản trong những cơn bão trước đây. Với tinh thần là đảm bảo an toàn là trên hết, thì mỗi khi là cử cán bộ chiến sĩ xuống lấy địa bàn để giúp dân, thì đơn vị đã tập trung lại quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể, chú ý đảm bảo công tác an toàn, đồng thời cũng phải là nhiệt tình giúp đỡ nhân dân khắc phục những cái hậu quả xảy ra. Thì trong thời gian vừa qua thì đơn vị đã cử hơn 180 lượt cán bộ chiến sĩ xuống các cái địa bàn xung yếu để giúp đỡ nhân dân để khắc phục trong cái đợt lũ vừa rồi. Chứng kiến cán bộ chiến sĩ biên phòng không quản ngại khó khăn vất vả giúp đỡ nhân dân, người dân địa phương cũng hăng hái cùng bộ đội tham gia đóng cọc, làm bao cát, tạo thành bức tường chắn sóng xâm thực bờ biển. Từ người già đến trẻ em đều sắn tay góp công, góp sức, thực hiện việc chung, với mong muốn hoàn thành nhanh nhất, hiệu quả nhất trước khi các cơn bão ập đến. Trong bộ đội biên phòng tiện khai các chủ bộ đội về để giúp dân trong cái sạt lở rất nhiều, thì dân của địa phương chúng tôi là phường Xuân An, thôn Xuân An, trong cái làng Hòa Dương rất phấn khởi, thấy mấy chủ về mà giúp thêm cho toàn dân thì dân mà tôi rất mừng. Thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế thì đã phối hợp chặt chẽ với các cái lực lượng chức năng trên địa bàn, với chính quyền địa phương để làm tốt cái công tác tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt các cái chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội, rồi là phát động các cái cuộc vận động, các cái phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở khu biên giới. Bộ đội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân dù trong bất luận điều kiện hoàn cảnh nào. Đó là tình cảm quân với dân như cá với nước, cũng là tình cảm thân thuộc của hai tiếng đồng bào cùng sẻ chia sát cánh trong khó khăn hoạn nạn. Giúp dân dù là một việc nhỏ cũng là mệnh lệnh từ trái tim mỗi cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng nói riêng và bộ đội Cụ Hồ nói chung.